Vào sáng ngày 29 tháng 3 tại thành phố Phan Thiết, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về sửa đổi luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp để khắc phục các tồn tại hạn chế bất cập của luật hiện hành. Các đại biểu đề nghị cần xác định rõ nguyên tắc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, bảo đảm tách bạch rõ chức năng quản lý, đầu tư vốn của cơ quan, người đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản trị, điều hành của doanh nghiệp theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bảo toàn, hiệu quả, công bằng, thị trường linh hoạt và công khai minh bạch. Đồng thời, vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải được quản lý thống nhất, hạch toán tập trung, sử dụng kịp thời linh hoạt, xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, lĩnh vực, nguyên tắc, hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan trong hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Các đại biểu cũng cho rằng đây là một luật rất khó, nhiều chiều và giải quyết cùng một lúc rất nhiều mục tiêu. Do vậy, cần đánh giá, nghiên cứu thiết kế một khuôn khổ pháp lý mới một cách hết sức kỹ lưỡng, thận trọng để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.